ngày hôm nay trên cái Sudden, mình lại đón chào khách mời đặc biệt Dũng Senpai. Hello tất cả anh em nhá. Đây, Dũng ạ, hôm nay anh sẽ rủ em chơi giải đố. Anh em mình sẽ thoát ra khỏi căn phòng bị khóa kín. Ủa, vậy là anh em mình sẽ bị nhốt vào một khu vực nào đó à? Xong anh em mình sẽ giải đố. Đúng rồi em ạ, trong căn phòng đấy sẽ có rất nhiều thứ mà manh mối hay là chìa khóa để anh em mình có thể tìm được cái cách mở cửa để mà thoát khỏi căn phòng đấy. Đây là lần đầu tiên mà em gọi là, không phải lần đầu tiên mà lâu lắm rồi em mới chơi lại thể loại như thế này đấy. À thôi, thế thì đây là một cơ hội để cho chúng ta gọi là sử dụng bộ não của mình đến 100%. Đấy, cho em để xem là hai thanh niên này não có to không nào. Ok rồi, vô nào. Rồi đấy, bây giờ đấy, anh em mình đang kẹt ở trong một cái căn phòng ngủ không biết đây là nhưng mà anh 3 tuổi hay em 3 tuổi, phòng này không phải phòng em nữa. Không phải phòng anh luôn, chắc chắn luôn. Phòng đây của ai đây? Ê, có khi đây là phòng của con chúng ta không? Con chúng ta không? Con chúng ta không? Con nào em hai đứa thay con tai mà. Nhầm, anh quên đấy, anh thấy nhân vật em là nữ nên anh tưởng nhầm, xin lỗi. Ok. Rồi, nào bây giờ anh em mình phải theo dõi nào. Xem trong phòng này có cái gì để mà anh em mình thoát ra ngoài nào. Nhưng mà trong cái tựa game này là chúng ta sẽ làm gì anh? Thì là bây giờ anh em mình ấy là đang bị kẹt trong một căn phòng. Thì giờ phải có những cái câu đố để mà anh em mình phải giải để mà mở được cái cửa cuối cùng này. Đó, cái cửa này đi ra ngoài. Hiểu, vậy là trong này anh nghĩ là sẽ có nhiều cái câu đố kiểu nó khó không nhỉ? Phức tạp á. Thì chắc cũng hơi, nhưng mà anh nghĩ rằng anh em mình big brain mà dâm ba thế này. Nhưng mà cái này đang đếm ngược thời gian này. Đùa đấy, là cái này mà anh em mình không ra kịp xong 13 phút nữa là phòng này nổ, anh em chết hết. Vậy là nó đang đếm, nó đang ấy luôn đấy hả? Đúng rồi đó, đây là bây giờ phải chơi đi. Em ấn cái thì nó hiện chìa khóa, lấy cái chìa khóa bỏ vào cái ô tô này. Chìa khóa bỏ ô tô đâu, Anh nãy em vừa vứt chưa? À đây ô tô này. Ô tô này. Chìa khóa đâu? Chìa khóa tìm cái chìa khóa. Ok, mở mấy ngăn tủ ra đi, đúng rồi. Tờ giấy. Chìa khóa à? Ngăn tủ có không? Trong ô tô là có cái có một cái chìa khóa khác anh ạ. Ấn thêm cái nữa thử xem. Ấn thứ nữa đâu? Hết hết rồi. Hai ba tờ giấy lận, hình như anh có cầm một tờ giấy nào không? Không, anh không cầm tờ nào hết. Em cầm hết rồi sao á? Em cầm hai tờ. Này em cầm hai tờ này. Đây. Ok, đang nhìn này. Bây giờ mình sẽ dùng chìa khóa, mình một cái chìa khóa để vặn cái ô tô, và trong ô tô sẽ có cái chìa khóa khác để mình mở làm cái khác. Rồi. Nhưng mà chìa khóa nó nằm đâu thì thì họ không nói đúng không? Ban nãy em hình như em nhớ là có một cái tờ giấy nó rơi xuống. À đây nè. À đây nè. Trời ơi, em nhớ là có cái tờ giấy nó rơi xuống cái gối. À dưới gối. Đây gối đây. Đây kéo nó ra. Đây. Hợp lý. Ok. Đâu rồi, mở đi em. Ôi, đúng một chìa khóa sao kìa. Rồi, em có chìa khóa đấy này. Rồi, ok, bây giờ thì chìa khóa đó là gì nhỉ? Đây, gắn vào cửa. Ê. Damn. Ôi, đúng em ạ, cái phòng của trẻ em 3 tuổi thì nó chỉ có thế này thôi. Bây giờ đây mới là first chamber này. Đúng rồi, phòng này là phòng gọi là em biết cái lăng mộ của các cái vị vua pharaoh không? Rất nhiều bẫy thì anh em bị mắc kẹt trong này rồi. Rồi. Lăng mộ pharaoh à. Ok, mà bộ này có vẻ không kín lắm. Nhìn được cả mặt trời ở trên này. Bây giờ nó đang đến thời gian luôn phải không anh? Hình như đúng rồi, đây này, 15 phút luôn em ơi. Ôi, rồi đây ok này. Đó, bây giờ em nào? Thấy có một cái dấu chấm hỏi bên này. Rồi. Nó có in ra một cái tờ giấy. À, nó đang soi một cái con sư tử, cái tượng sư tử mà ở Hy Lạp là gọi là con gì anh nhỉ? Con là con tượng nhân sư. Nhân sư đúng rồi. Đây là như là con ở giữa này. Rồi có cái hình này. Lấy mất tiêu rồi. Anh, nó có cái hình này này. Cái hình này này. Hình con mắt. Anh thấy nó giống cái hình trong này không? Con mắt. Tức là bây giờ là mình phải dùng cái tượng nhân sư này để làm cách gì đó để mà lấy được cái chìa khóa này. Cái túi này, túi của ai đây? Túi anh à? Không biết. Cái này như là của người đi trước hay sao đó. Để em xem thử cái túi này nó là cái gì. Mở vali xem thử đi. Ồ, bên trong nhiều đồ vậy. Rồi để anh loot này. Anh loot hết này. Trời ơi à, anh loot hết đi. Loot có cái ông nhòm. Em có cuốn sách. Em mở sách được không? Mở sách được. Ồ. Ui, cái gì đây? Cái này là kiểu số của người Ai Cập á, là mỗi một ký hiệu tương đương với một con số. Uầy, kiểu vậy nữa. Bái trưởng thật. Rồi cái này mình phải ghép số này, cách để tạo ra một con số của người Ai Cập. Bây giờ là
rồi tao đây này, anh nghĩ là ở đây để mà giải được cái mã đó. Anh có cuốn sách chưa? Anh có cuốn sách chưa? Chưa, cuốn sách em cầm. À ok. Rồi bây giờ là để xem là bây giờ thế nào. À tự nhiên sư này. Ồ, hình như là anh nhét được vào cái lỗ ở tường này thử nhá. Ôi, cái gì vậy? Em thấy không? Cái gì vậy? Anh nhét cái tự nhiên sư đen đen đấy ở đầu game á, anh nhét vào trong này này. Là bây giờ nó đánh bóng lại thành cái màu đẹp vãi. Đây để đây cho em nhìn này. Đó. À, nhưng mà đánh bóng nó có ít lợi gì không? Không biết nhưng mà chắc là nó phải là của game, nó phải như thế rồi đó. Cái tượng nhân sư nó có mấy cái vệt này. Ờ đúng rồi, nó có mấy cái chữ cái vệt ở đấy. Đâu? Ba cái vệt này trong cuốn sổ này là nó ghi cái gì không nhỉ? À, từ từ. Anh đang đọc sách này. Cái sách màu xanh của anh này là cái gạch của nó là hình như là ở trong này nó dịch ra là nước em ơi. Nước hả? Là nước thì... nước này, nước. À, nước là... ờ có khi phải để nó vào cái bồn nước đấy. Nhúng vô. Nhưng mà sẽ có ra gì không? Wow. Ui. À, đúng thành một cái cục. Một bộ phận để được vào đâu? Hình như để vào đây em ơi. Để vào cái lỗ trên tường này. Không được. Ủa, không được hả? Để em xem thử là nó có cái gì không? Không được. Nó là một hình tam giác. Hay là nhét vào cục bên này này, cục bên này. Ờ, hay là mình nhét vào trong này. Ờ thử đi. Không được. Cửa không đó. Được. Hoặc là cái cột ở đây giữa đây. Không được anh ạ. Không được cả. Ờ bây giờ mình có cái chổi này. Chấm này là cái gì ra? Cái chổi này là dùng được vào đâu nhỉ? Chưa hiểu. Đây. Anh có cái chổi đấy. Quét đi, ở đây đúng này. Đúng rồi. Đấy, hợp lý. Rồi, nó ra rồi, đây là bây ra. Giờ lấy cuốn sách. Đồ cuốn sách. Đây cuốn sách này, đây. À không phải sách này. Ủa? Đúng mà, sách... nó ký hiệu mà. Không, sách bên em này. Đây, em đọc cuốn này đi. Ủa là cuốn sách này sách toán hả? Đâu, em đọc đi, anh đọc chung nữa. Ok. Đây. Mà đọc chung được. À, nó là sách ok, sách toán à rồi. Để ký hiệu gì nhá. Bây giờ ký hiệu nó là đầu tiên. Không phải. Cái này nó là một hàng à hay là nó là 102. Đúng nhỉ? 1205 à. Ờ em cách nó đang. Sao nó cho có 15 phút thôi mà nó như này ta. Ờ khó phết nhở. Bản đồ đây là cái bản đầu tiên luôn á. Mà nó cho có 15 phút. Đâu rồi? Có còn 9 phút kế này. Rồi bây giờ nào đọc lại sách nào. Mới lại. Ờ. Bây giờ cái hình này ấy là ví dụ như là cái vòng này là 100. À ok thì nó giống như là cái giống như là số La Mã thôi à. Chung là cái này mình nghĩ đơn giản đấy là ký hiệu là số thôi. Ừ, cái này nó đang là tại sao nó lại ra được 1205? Với cái ký hiệu này sao thì sao lại ra được? Mà em đang không hiểu là tại sao nó lại có tận hai hàng đây này. Không, nó là một hàng thôi em, nó một hàng thôi đó. Là để cái con ở giữa này nó là số 1000 này. Đó, là một hàng 1000. 1000, còn cái hàng có cái ở bên trái này là gì đây? Ký hiệu này là 100. Rồi 3 này 3, cái này là 300. Ủa thế sao thế? Ừ nhỉ. Sao ra 1205 được nhỉ? Em nghĩ cái này là hai hàng mới đúng chứ nhỉ? Tức là khi mà có thanh này là nó sẽ là 1000 đã. 1000 có thanh này nó sẽ là 1000. Khi mà có hai cái này hợp lại ấy thì nó sẽ là 200, phải không? Hai cái này hợp lại nữa là thành số 5, 1205. Hiểu em hiểu rồi. Nó là đếm số ký hiệu. Em biết rồi. Rồi ok. Rồi ok. Bây giờ đây là 3000 này. Ờ 3000, đúng rồi 3000. Đây là 3000 này. Với rồi. Là bốn cái thanh này là 3400 này. 400. Ờ. À đâu rồi, cái set đâu rồi? Cung. Cái set đâu cái em cầm đó. Đây. Ôi. Rồi, nào. 10. Cái vòng là 10. 10. Mình có hai cái vòng. Làm sao để mở cuốn set ra mà ở giữa này luôn nhỉ? Không được em ơi, cái này là mình phải cầm mà xem á. 3426. Ui cái này phải lấy điện thoại. Đúng rồi, 3426, đúng rồi. Anh điên đi, 3426. Đây, là cái này là cái mã này. 3426, 6 đâu ta, 6, từ 26. Ơi, được. Hay, nice. Rồi, chìa khóa bây giờ, đút vào đâu? Đút vào đâu? À đây. Đây, mở cái hộp này ra. À, đúng rồi. Ừ. Uầy, gắt. Có ra cái gì đây? Có ra cái đồng xu à? Gắn vô đây à? Đâu, em đọc đi. Không, nó là đồng xu, nhiều lắm. Nhiều xu lắm. Ừ, nhiều lắm. Ơ, đây có hình tam giác này. À, thế là đấy là cả cái vấn đề em có nữa là hai hình. Đúng không? Là sao ta? Mình có hình tam giác, mình có đồng xu. Ờ... cái này đáng lẽ phải ghép được chứ nhở, hai cái này nó
Ê, bro, bro, còn một miếng nữa này. Ồ, hai miếng luôn à? Có miếng này. Ô. Ô. Anh đủ là phải đặt lên đây em ơi. Ok, ok, để em đặt. Ờ, đặt đốt cái cuối lên. Ô. Rồi, còn một miếng nữa. Ờ, một miếng nữa, ờ, một miếng nữa là xong. Miếng nữa ở đâu, mà anh lấy ở đâu hay vậy? Anh mò trong cái đống, có mấy cái bình như này, ờ, tự dưng mò ra. Cái khu gỗ này có cái gì không? Rồi, rồi, đâu rồi. Đâu ra đây? À, bây giờ kiếm thêm nữa, ờ. Anh có thử ở dưới mức đá ấy. Ờ đây, nó giấu à? À nó là cái token. Ui, nó là cái chắc là cái secret kiểu bí mật thôi chứ nó không có tác dụng cho mình. Rồi bây giờ chỉ đúng thiếu đúng một mảnh nữa đó, một mảnh nữa. Ê, trời ơi. Đâu? Một mảnh nó trong cái bồn nước bên này này. Trời ơi. Quay là mà lại 3 phút còn 3 phút. Rồi, hoàn thành được nó sao nữa? Ủa. Đây. Ở nó mở ra một cái ô ở dưới đó. À đây. Rồi, gắn vào này. Mở ra. Và what the heck? Vẫn chưa hết em ơi, còn có 3 phút. Ba. Ờ. Rồi cái này sao đây? À bây giờ tìm đường đi với cung, bây giờ là từ đường đi rồi đi vào đi ra mình đi qua những cái ký hiệu nào. Ta mình phải xếp theo thứ tự đó. Thì bây giờ em dò đi rồi em nói đi để anh xoay cho. Em đang dò đây. Rồi em biết rồi. À, bây giờ thì em nói này, em nói thứ tự này. Rồi. Con sư tử đầu tiên. Con sư tử từ sư tử. Ok. Sau đó là đến cái này là cái gì anh? Cái này là cái gì? Tả đi. Nó là giống như một cái nồi à? Cái nồi có cái hình tam giác ở giữa. Cái nồi. Ờ rồi, anh nghĩ là kiểu cái váy hơn nhưng mà ok. Rồi, hết đến hình bàn tay. Bàn tay đây đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Đấy, ok. Ô, coi cái dèo. Rồi em ơi, quả chắc được rồi này. Con 2 phút, cố lên. Đây em đang cố đây. Rồi dò đi nào. Có 3 ký hiệu thôi. Ủa, sao lại 3 ký hiệu nhỉ? Sao lại 3 ký hiệu? À, em hiểu rồi, 3 ký hiệu này là 3 con đường thông nhau. Ờ. À, thì 3 con đường thông nhau nó sẽ ra 3 ký hiệu. Anh đang dò xem là nó thông với cái nào đây. Ờ, ok. À, hai cái này thông nhau này. Hai cái nào? Con mắt với lại hình mẹ con... hình dưới này hình cái gì em không biết luôn ấy. Con mắt là cái nào đó? Con mắt là cái hình cong cong hả? Đó sẽ để đúng rồi, cái hình cong cong á. À, đâu, con mắt là con mắt gì? Con mắt xịn luôn ấy. Đâu con mắt? Ủa sao không có ta? Ê, không có hình con mắt đấy luôn đấy em ơi. Này con mắt này anh. À, ở trên không có à? Không có, trên này vậy không có. Phải có một chỗ nào đó nó có hình con mắt. Nè, cả ba cục này không có luôn. Đùa, không có luôn kìa. Vậy là không có con mắt. Bao nhiêu nào? Còn 55 giây. 55 giây à? Khổ vãi. Ôi anh ơi. Ơi. Ở trên này nó không có cái hình nào mà giống dưới này luôn. Ơ, kì ấy. Ủa? Ôi hết giờ rồi anh ơi, hết rồi. Ủa đâu? Cái này là chính là gợi ý cho cái này đó em ơi. Ủa vậy à? Ừ, nó gợi ý cho cái này mà. Nó hết giờ rồi là sao nhỉ? Nó không hình gì hết. À ok, à hết giờ rồi tức là có nghĩa là mình không được thời gian nó quy định á, nhưng mà mình vẫn chơi tiếp được. Vậy mình làm tiếp đi. Rồi. Em tưởng hết giờ cái là nó thả cục đá trên đầu mình xuống mình chết hai đứa. Anh cũng đang nghĩ thế. Thôi không sao, cái này chúng ta thua trong game nhưng mà thắng trong lòng người hâm mộ là được rồi. À tức là ok, tức là đường nào đơ đường nào bị kẹt thì là bỏ đi. Ừ. Thì là bây giờ cái con mèo này là kẹt. Tức là ý nó hình như là đi về đến được cái ô giữa hay sao em? Đi về chính giữa của cái mê cung này á. Đi về chính giữa. Ờ thì là có cái ký hiệu nào đi được. À, con bỏ hung ấy nè. Bỏ hung à? Ok, bỏ hung. À không. Con. À không được. Con này con gì nhỉ? Con ngay giữa mà ngay giữa bản đồ ở trên cocktail này này. Con trông giống con trùng, con trùng có cánh đấy, con trùng có cánh đấy. Mũi hay là ruồi gì đấy nhưng mà cũng ở mà cũng không có nha. Con đấy nó đi được đấy, đi vào giữa được á. Ờ mà không có cái ký hiệu đấy ở đây. Tại sao những ký hiệu này lại không có ở ấy nhở? Ờ cho gợi ý mà như không này đâu, để bấm thêm lần nữa xem có gợi ý không nào. Rồi đây em ơi, gợi ý thứ hai cho cái câu đố này. Đó là đúng rồi, đó là ý anh đúng rồi đấy, là sẽ là nó đi vào giữa nào này. Đến được giữa đúng rồi. Là em nói cái con có cánh đấy, nói đúng rồi đấy. Ừ đúng rồi đó, thì đây là ý của mình đúng rồi, nhưng mà giờ đã không biết là đưa lên cái mấy cái nút xoay này kiểu gì thôi. Ừ nhỉ. Chả lẽ lại thêm gợi ý nữa thì mệt quá. Gợi ý nữa không? Không cần đâu, để em xem thử xí xem nào.
tại sao nó lại cho những cái hình vớ vẩn này nhỉ? Hình cái chân. Tự dưng nó cho những cái chân. Rồi bên này là hình cái một cái đường vong. Ê, hình như á là sao lại vậy được? Chỉ có đúng cái con chim đó, à cái con côn trùng đó đó là đi được vào giữa thôi, còn tất cả bốn còn lại là không đi được. Đúng rồi anh, chỉ có duy nhất con chim là đi vào được giữa thôi. Là nó bay thì nó mới đi được, nó bay thì nó mới vào được. Thật sự là anh rất muốn tìm thêm một cái ý nữa. Chắc là cái này phải làm thêm quả cái ý nữa thôi. Cái ý nữa đi xem nào. Chứ cái này em thấy hơn nó trời ơi, nó thông xét. Má, tự má, con nạn nó mở cuốn xét lên đây này. Không phải xét này. Này. Cuốn bên kia. Trời ơi, bảo tự thấy đần độ luôn á. Cứ thiếu cái gì. Cày thật chứ. Cuốn xét kia, cuốn xét kia anh ơi. Không, cuốn này, đây cuốn này nè. Anh đọc này, đó. Đúng rồi. Con này này, đây là con gì đây? Con bi nè, con ong nè. Là BGT. Mình phải xếp chữ cái ở bên trái theo đúng chữ BGT. Đúng rồi. Đó là cái chân. Chân con rắn. Con rắn và cái hình nửa hình tròn. Rồi ok. Đó. Trời ơi. Trời ơi, bảo sao quên, không có liên quan cái gì hết luôn ấy. Quên mất là nãy giờ chưa dùng cái quyển sách đó luôn. Sai thật. Rồi. Má đó, lụm đi em. Rồi, thế nào? Câu cuối cùng là thế nào nào đây? Chắc cuộc cuối đó. Uầy. Bạn. Ủa? Thế là anh em mình chính là anh em mình là gần xong rồi. Đáng lẽ anh phải bỏ con set đấy ra chứ anh bỏ trong người làm em không biết em không biết là anh cũng quên mất là mình có con set đấy luôn. Tức thật chưa. Ngồi rồi, lần này quyết tâm nha, là phải trong thời gian giới hạn rồi nha. Ok. Rồi. Thời gian đâu? 15 phút em ơi. 15 phút thôi. Em có một tờ giấy. Rồi, bây giờ anh em mình cứ đi thu thập những cái món đồ đi, thu thập đi. Ôi anh Sơn, anh giỏi tiếng anh, em đọc cái này nè. Đâu cái gì đó? Em vừa nhặt được tờ giấy ở ngay cái tay của cái con nhân sư này. Đó. Em bỏ cho anh đọc này. Đây nè. Đấy. Ui. Đâu. Ui giời, cái gì đấy? Cái phổi là happy. Happy. Phổi là ở phía bắc. Dạ dày là phía đông. Bộ não là phía nam. Người bộ lòng tiêu hóa là phía tây. Chủ yếu là thế thôi. Em đang giải câu đố bên này anh ạ. Đây, đây có một câu đố. Cái con bọ chạy đúng không? Đúng rồi, em đang giải này. Đây em ơi, hình như là trên này này. Đó. Cái ở bên phải ở cái thằng con sắt ướp bên này đó. Nó có cái đường này. Bên này cũng có nè. Còn nó giống nhau mà. Nó giống nhau đó. Bây giờ là sao lại em sẽ cho con bọ này nó đi theo đúng như là cái đường này là được. Em tưởng là sẽ đi cho nó sáng hết luôn chứ. Không, em phải đi tạo được cái hình đúng như là như là nó để ở đây đó, là tạo được hình vuông với cả một cái chữ L ngược đó. Có cái compass. Ôi. Rồi, cái này bấm đúng từng nút này. Mấy quyển văn kiện. Ui, quán này căng đấy. Viên đỏ, viên đen à. Được rồi này, được rồi nhá. Đó, là em đi đúng đó. Đâu rồi, nó mở cái gì vậy? Mở cái xác ướp, ok. Cho cái gì? Nó có một cái bình. Cái bình, bình này là trái tim. Rồi, trái tim thì có thể xét là em để ở đây em để lại cho cũ thử xem. Đây này, ở bên này. Đúng rồi. Đó, nó cho trái tim ở đây. Cho nó cầm bàn tay. Đấy. Ok, là nó còn một cái này nữa, cái này nữa. Một cái bên tay trái nó phải mở cho nó cái đó. Đấy, để nó cầm cái tay trái. Cái hình này nhỉ? Có cái tờ giấy gì này. Ôi. Mở được luôn hả? Mở được này. Ở dưới xác là có ba cái thùng. Là sao ta? Thế thì của anh cũng có mấy cái đó, cũng có mấy cái scroll nó luôn. Trong một cái scroll là có một cái chìa khóa này. Chìa khóa này đâu? Có cái nào mà đây, cái này à? Cái này anh. Đây này. Cái này á. Không phải. Không phải à? Trên này lại có câu đố gì nữa này. Đấy, câu đố mã số đó, bây giờ từ kể là cái chìa khóa này chưa phải là lúc sử dụng cái chìa khóa này rồi. Anh Sơn, nhìn này. Ơi. Nhìn cái thùng này này. Mình kéo cái thùng được nhá. Mình để lên mấy cái vị trí này nè. Đây, đúng rồi. Thì lần nãy là cái quyển em đưa cho anh đó. Đấy. Bây giờ là phải theo hướng. Rồi, theo, ok, theo để cái thứ tự gì đấy. Đúng rồi, để anh đồng hướng lại nào. Bây giờ là em nhìn ở bên trong á. Bên trong cái lọ nó sẽ có cái ký hiệu của một cái bộ phận á. Em nhìn cái phổi đi. Cái phổi ở phía nhưng bắc. Nhưng mà khoan, cái nào á?
đây cái lọ mà có cái phổi á, đây này, ở đây này, ở cho mình đang đứng này đó. Phía bắc đây, để anh xoay cái la bàn. Rồi phía bắc là ở đây đúng không nhá? Rồi này, okay. Bây giờ tiếp theo sẽ là cái dạ dày là ở phía đông. Dạ dày là cái hình nào nhỉ? À đây dạ dày là ở đó, đúng rồi là cái đó, là phải em phải kéo nó qua bên phải này, cái chỗ em đứng đó, đúng rồi, đổi vị trí đi, cái này đó, đổi qua. Ờ đó, đổi qua đây rồi. Vậy thì hai cái này chắc là con chim này không phải à? Ủa thì con chim này là phải cho ố đây xuống dưới này. Ờ là phải gỡ đầu ra đây. Đây chưa thì chắc là cái bình này ở giữa. Ủa anh làm vỡ cái bình rồi. What? Ờ không, chắc là không phải gửi đâu. Ủa rồi, đổi xong mà vẫn không gì xảy ra gì. Còn gan là hai cái này đúng trên, hai cái dưới này này. Đây, đúng rồi. Ôi kỳ vậy nhở? Hay là có cái nào phải có một cái nào ở giữa nhở? Để đặt ở giữa ta. Bây giờ xem là đặt cái gì ở giữa. Hay là phải đặt cái nắp này lên ta? À, có khi nào phải đặt cái nắp lên không? Hay là còn phải có bốn cái nắp hả? Ồ, có khi nào phải có bốn cái nắp? Ồ, em nghi lắm. Ờ, thì bây giờ đâu để tìm nào? Có cái nào chỗ nào có cái nắp nào? Trong mấy cái câu đố mình phải giải câu đố nó mới ra nắp này nè. Ờ, có thể như thế. Rồi, ok, như vậy là bây giờ là mình phải giải ở đây là có ba câu đố này. Có thể là đang có 3 câu đố còn thiếu thì mình sẽ lắp được đủ 3 cái nắp vào đây. Đúng rồi. Bây giờ là cái này là cái thằng tượng này nó thiếu một cái gì đấy ở tay trái. Đây này, anh Sơn, em có cái tờ giấy. Ôi. này. Anh xem cái tờ giấy này với em này. Cái tờ giấy này nha, nó có một cái cân ở bên cái trên kìa anh. Ờ, à. Cái cân này nó phải cân bằng okay. Nha. Đúng rồi. Bên này chúng ta có một cái cân này. Đó. Là anh để ý thấy là nó có mấy cái quả bóng. Đây, từ từ. Em để sao cho nó cân bằng là được. Đây, theo anh đoán là nó phải để mấy quả bóng. Đây, anh có mấy quả bóng đỏ này. Đây. Là 3 bóng đỏ với bóng đen à? Cái này không cân. Wow. Bóng đỏ là bao nhiêu đây nhỉ? Con rắn à? À, nó sẽ có số cân. Ờ, con rắn là bao nhiêu, rồi con kia là bao nhiêu. Nhưng mà cuốn sách ấy mình còn không? Không còn, sách ở phòng kia rồi. Thì cái này chắc là mình cứ thử, cứ tự để hết lên thôi. Đâu, để bây giờ thử để hết tất cả bóng đỏ và bóng đen lên xem nào. Em nó có... Ui ôi, khác liền. Rồi, bây giờ như này, phải làm toán rồi này. Như vậy là cái kết quả, cái con rắn này là siêu nặng luôn này. Đây. À, được kìa. Được rồi kìa. Nhưng mà vẫn thiếu cái bóng đen này, à bóng đỏ này. À, bóng đỏ này nặng lắm. Ờ, nên là bây giờ chắc là phải rời bớt bóng đen qua. Em giải thử cái này nha, em xem những cái còn lại xem. Ok, rồi để anh giải quyết cái bộ bóng này. Cái này thì 15 phút không đủ đâu anh ạ. À, 15 phút thì chịu rồi. Đấy lại khó vậy sao? Ui, câu đố mà giải trong 15 phút thì phải gọi là gắt lắm ấy. Thuộc dạng là não phải cực bự. À. Ui, cái này cân chưa? Ui, hình như cân rồi nè. Ơ, được rồi nè. Cân rồi đúng không? Ừ. Ủa? Nhưng mà không có hiện tượng gì xảy ra à? Ờ, bình thường là nó mà ra được là nó sẽ phải thông báo cho mình. Vậy là nó không đúng à? Nhưng mà như này được rồi mà. Ờ, hoặc là đang thiếu bóng, chưa đủ số lượng nên là nó chưa cho. Có khi nào mấy quả bóng này mình phải để vào trong này không ta? À, không được, không phải. Ôi, chìa khóa, cái hộp đây nè. Đúng. Ôi. Đây này, ờ, đúng rồi. Cái đầu nữa, đó. À, phải em phải tùy nhá, là đầu nào vào đúng nhá. Đúng rồi, phải để đúng vị trí. Ok, rồi, để anh đánh lượng xem nào. Đây. Ôi, sao cái này nó tự xoay luôn hay vậy? Ủa, hảo bao ấy. Hảo bao ấy. Hình như là đúng ạ, như là đầu đúng để rồi, đúng, nó sẽ tự xoay đúng á. Đúng là nó sẽ tự xoay hay sao ấy. Ờ, đâu xem nào, cái đầu này đúng đấy, đầu con khỉ à? Con khỉ là ở cái dạ dày. Đây là cái này. Rồi. Đầu con chim. Đầu Babun. Chính nhất là mất cái này. À babun. À đây. Con này ở phía bắc. Rồi. Khó phết nhá. Con falcon. Rồi. Con chim này sẽ là ở phía lòng mề. Rồi đó, hai cái đầu này đúng rồi này. Như vậy là bây giờ mình có đến 3 câu đố. 4 câu đố còn lại. Bên trong này có gì đây? À, có một cái ly này. Cái ly này, liệu để vào tay được không? Được.
ly. Cái này là nó phải là cái này anh này. Đây này, cái hình này này. Đúng. Nhưng mà trong mấy cái tờ giấy này nó có cái nó có rất là nhiều biểu tượng giống nhau nha. Nó có hai cái biểu tượng mà trong tờ giấy nào cũng có luôn. Ôi được rồi. Ui, còn có một phút à? Vãi. Ôi đây quất gợi ý cho nào. Gì đây? Gợi ý gì đây? Đây để nhìn đây đi. Gợi ý gì đây? Chim bằng 1 cộng 5. À? Chim bằng 1 cộng 5 là sao nhỉ? Thôi để thêm một cái gợi ý nữa nào. Ok, thì đúng rồi đó, là 1 cộng 5 là 6 đó, thì con chim nó là 6 rồi, bây giờ tìm được hai cái kia thôi. Nhưng mà tại các sao bạn? Chim lại là 1 cộng 5 nhỉ? Ờ, cái này thì không biết, hoàn toàn không biết luôn. Nó phải có mình gợi ý cái mình à cho mình cái gì đó chứ. Cuốn set hay là gì đó chứ. Ờ đúng rồi. Chứ sao tự dưng lại ui, bây giờ là nó hết gợi ý cho cái câu đó rồi. Câu đó là chỉ có dừng lại đó thôi. Hai cái lược nè. Ờ là hai cái lược ở trong bộ. Ở đây này, hai cái lược này ôi, nhưng mà không lấy được không? Nó có, nó là cái hình vẽ thôi. Ờ thì nó kêu mình để ý nhưng mà cái tại đó. tại sao nó lại gợi ý cho mình là hai cái lược trong kia nhỉ? Là sao nhỉ? Rồi bấm thêm gợi ý nữa nào. Ta phải nhét một cái gì đó vào trong đó. Ủa, cái này nè. Ủa, em lấy đâu ra đây? Ui. À, là kệ nó ra. À. Ôi. Ờ, kệ luôn. Ui. Ủa, trong đấy có gì ấy? Con sư tử. Con sư tử bên này là con bọ hung. Bọ. Bọ. Với lại là hai cái lược. Vậy là bấm vào đây. Ờ. Được rồi. Cái lược này. Được rồi. Yeah. Đầu người là ở cái con cái gan em ơi, ở phía phía nam. Đây phải không? Đúng rồi. Rồi, okay. Câu đầu cuối ơi, đầu cuối. Câu cuối cái này. chắc là cái này rồi đó. Con rắn. Ừ, nhưng mà làm sao bây giờ làm sao để mình biết được con chim là 1 cộng 5 này, là mình biết được hai cái còn lại đấy, 1 cộng 5. Nó còn liên quan tới cái gì nữa anh nhỉ? À, có cái nào cái này không? Nào. Cái này này. À, em hiểu rồi. Trời ơi. Con chim phải không? Anh bỏ con chim vào. Ờ là để đo được. Ờ đúng rồi. Là đúng rồi, bên số đen là con số, còn bên đỏ là cái ký hiệu. Bây giờ em bỏ cái này vào, Rồi. Đúng rồi, bây giờ em lấy ra đúng không? Lấy 5 ra thử xem. Là cái này là quá nhẹ à? Quá nhẹ, có nghĩa là mình lấy thêm một cái nữa ra thử xem. Ồ được kìa. Rồi đúng rồi. Bao nhiêu? Cái này là số 2. Số 2 phải không? Rồi. Rồi, tức là cái cạnh là số hạn là 2. Con chim này là 6 này. 6 xong đến 2 này. 2 rồi, bây giờ đến cái con con rắn. Con rắn rồi. Bỏ rắn vào đi em. Bỏ rắn vào. Rồi. Rồi, cái 1 vào này. Không được. 1 là quá nhẹ. Quá nhẹ. Đây thêm 5 đi. 5 là quá nặng. Vậy là cái viên còn lại, viên màu đen còn lại. Ủa, cái đen còn lại đâu? Ủa. Ủa, nó rớt vào đâu rồi? Nó rơi rồi. Ờ nó vừa đấy mà. À đây. À đâu phải, đây viên đỏ. Ờ bên này viên gì? Viên con chim à? Con chim. Ồ 3 viên rồi mà. 3 viên. Ê con chim số 6 đó, bây giờ thử để vào đây xem biết đâu là nếu mà nó ra được thì cũng ra được luôn. Con này giá trị số 6 này. Rồi nặng quá, không phải rồi. Ủa khoan, 1 viên nữa đâu rồi? Ừ đúng rồi, viên đen đấy có mà giờ rớt đâu mất tiêu rồi. Rớt mất tiêu luôn. Đâu? Đây này. Nó ở trong kia. Nó trong này này. Anh đứng ra hướng em, anh nhìn vào đây là anh thấy. Đó anh thấy không? Trời ơi. Ủa đúng đấy. Đó. Phải không? Hình không phải. Ủa, em mất tiêu. Thôi cái được rồi, bây giờ. Cái vạch là số mấy nhỉ? Số 2 đúng không? Đây, bỏ lên đây nhá. Nó không cân. Tức là cái con rắn này là nó lớn hơn 3. Lớn hơn 3 và nó nhỏ hơn 6. Đấy bây giờ em cứ mò trong 4 năm đi. À 4 với 5 em cứ mò đi, thế nào trả ra. 4 không được. 4 gạt một cái. Yeah. Ôi yes. Đó, rồi luôn em ơi. Đây. Ôi, được rồi. Đấy, bây giờ cái lông này, lông cho nó cầm. Yeah. Uầy. Mình chỉ cần khoảng tầm 17 phút thôi. Mới thôi hả? 17 phút thôi là được. Uầy. Ôi ơi, trời ơi. Mình quên mất cái chuyện là anh không nhớ là trên cái ký hiệu của bích quả bóng là nó có cái anh chỉ có bóng ký hiệu luôn, không nhìn bích ra ban nãy em vừa để ý quả bóng cái là em ấy luôn.
Đúng đúng đúng, hay hay hay. À, như vậy là chính ra anh thấy là anh em mình là cũng có gọi là tư chất chơi game này chứ. Ừ, thực ra nó là chốt cho mình 15 phút nhưng mà anh em mình chơi 17 phút là được, cho thêm 2 phút nữa thôi. Đúng rồi, đúng rồi. À khoan, đầu chơi. Đó là mình lấy gợi ý à? Ừ nhở, gợi ý mà. Ừ. Quên à, quên mất. Ờ, ê, bình thường mà cái này mà em mà chơi ở ngoài đời á, mỗi lần lấy gợi ý là hình như nó có giới hạn lần lấy gợi ý, hoặc là đúng nó rồi. Sẽ trừ thời gian của mình đi luôn á. Đúng rồi. Hoặc là bị phạt cái gì đấy. Ờ đúng rồi. Thôi được rồi, lần đầu tiên chơi anh nghĩ thế này là ok rồi. Lần sau là... mà anh em mình chơi chắc là sẽ cải thiện hơn. Như này là lần đầu mà. Với kinh nghiệm rút ra của cái lần này, lần sau anh em mình chơi chắc chắn là sẽ vượt qua được đúng theo thời gian quy định. Đúng rồi, nếu có episode 2 thì rồi gọi là có tay nghề hơn xíu. Đúng rồi, đấy thì nếu mà các bạn muốn chứng kiến cảnh mình và Dung Senpai hai anh em não to cùng nhau giải tiếp những cái câu đố phức tạp trong cái tựa game này, hãy bấm like cho video này nhá. Trên 5.000 like là hai anh em bọn mình sẽ làm thêm tập thứ 2 đấy. Còn trong lúc chờ đợi đến tập 2 thì các bạn có thể bấm vào cái video trên này xem lại tập trước mình và Dũng hai anh em solo đấu súng với nhau cực kỳ căng thẳng luôn, vừa mới kết đây mấy hôm luôn đó, nên là hai anh em bọn mình sẽ hẹn gặp các bạn ở bên video này nhá. Bấm vào đây này các bạn ơi.